chúng ta biết đây là một cái vùng mà có thể nói là đất phèn mà rất là điển hình của đồng bằng sông Cửu Long mà luôn cả gì thế giới nữa. Nên ở đây tôi có ba cái ý mà cần trao đổi lại với bà con nông dân của mình. Cái thứ nhất là cái vấn đề về giống. Về mặt chống tranh đó thì tôi đề nghị bà con mình lưu ý tới cái giống không hột. Bởi vì cái giống này đó là nó có cái giá trị xuất khẩu. Bởi vì cái người nước ngoài người ta ăn cái trái cây có muối là người ta không muốn nó có hột. Và cái thứ hai nữa là cái người dân của mình ở trong nước đó, cũng đã quen dần với cái chanh không hột này. Mà về mặt canh tác thì tôi thấy nó có cái ưu điểm là nó chống bệnh tốt hơn rất nhiều so lại với cái chanh có hột. Nên như vậy thì bà con lưu ý cái gọi là cái giống chanh không hột trong cái việc mà phát triển chanh ở cái vùng này. Và một cái điểm nữa đó là khi mà chọn mua cái cây giống, bà con mình lưu ý là nên chọn những nơi sản xuất giống có uy tín. Để có được cái giống như vậy là thứ nhất là nó phải đạt cái tiêu chuẩn của một cái cây giống. Cái thứ hai nữa là nó có cái khả năng gọi là sạch bệnh, tức là cái cây đó là nó phải sạch bệnh. Mà tôi thấy tốt nhất là ở địa phương chúng ta nên tổ chức bình tuyển những cái cây đầu dòng, rồi từ đó mình mới tổ chức để mà nhân cái giống này ra, thì tôi cho rằng như vậy là đảm bảo nhất. Cái đấy là chúng ta giống như là mình biết được, tính được nết của cái cây giống nó như thế nào rồi. Từ đó chúng ta nhân ra thì cả một cái vùng, cái chất lượng nó trở nên đồng đều ra. Thì như vậy đó là cái chất lượng nó mới được bảo đảm. Cái thứ hai là cái vấn đề về đất. Nếu như bà con mà chuyển từ cái đất lúa mà lên vườn để mà trồng chanh, thì chúng tôi có đề nghị là bà con cần phải biết cái đất của mình như vậy là cái tầng đất mà có phèn đó nằm cách mặt đất nó là bao nhiêu, để khi mà chúng ta đào mương lên liếp á, chúng ta đừng chạm tới nó. Tôi thấy là ở cái vùng đất phèn này thường thường mương á, thì bà con chắc cũng phải rộng cỡ chừng là 4 hay là 5 thước. Còn lên cái liếp á, thì đừng có lên cái liếp mà nó rộng quá như cái vùng đất phù sa. Bởi vì nó hẹp lại để làm chi? Để chúng ta dễ rửa phèn ở trên cái đất liếp. Khi đã cái lên liếp rồi và khi cây chanh bắt đầu phát triển rồi thì bà con nhớ rằng chúng ta sẽ đánh một cái rãnh phèn giữa hai cái hàng chanh, và đồng thời thì xa xa ta có những cái rãnh xương cá để khi mà mưa hoặc là tưới nước thì phèn ở trong đất nó đi ra các cái rãnh phèn đó, rồi nó đến những cái chỗ mà rãnh xương cá để mà nó đi xuống dưới mương. Thì cái gì như vậy là cái việc rửa phèn nó được thuận lợi. Muốn mà cho cái cây chanh chúng ta trồng xuống mà nó tốt ngay từ những năm đầu tiên thì bà con cần phải có cái biện pháp đào mương lên liếp. Thì trong cái biện pháp đào mương lên liếp còn một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng muốn trao đổi với bà con nông dân, đó là bà con nên áp dụng cái kỹ thuật lên liếp gọi là kê đất. Kê đất có nghĩa là chúng ta cho cái lớp đất phèn hay là đất xấu nằm ở bên dưới đó làm đáy của cái liếp, và cái lớp đất tốt thì làm ở trên mặt liếp. Thì cái cách lên liếp là như thế này, nghĩa là chúng ta lấy cái lớp đất sâu chúng ta bỏ lên bên, chẳng hạn như đưa lên phía bên tay mặt bên này để mình làm cái đáy liếp, xong rồi mình lấy cái lớp đất tốt ở cái mương mà nằm kế bên đó mình đắp lên bên trên của cái mặt liếp, và tương tự như vậy lấy cái lớp đất sâu của cái mương đó bỏ lên trên cái mặt liếp, và lấy cái đất tốt ở trên cái mương mà kế bên đó chúng ta đưa lên làm cái mặt liếp. Thì người ta gọi phương pháp đó là kê đất.